muốn nhấn mạnh ở đây là cái việc quản lý đường máu ấy, thì chúng ta phải chú ý cái việc mà hạ đường huyết cho bệnh nhân. Đấy, làm sao phải dự phòng được cái hạ đường huyết, điều trị và dự phòng và hướng dẫn cho người ta để người ta ít cái nguy cơ hạ đường huyết nhất, và nếu xảy ra thì ta biết cách xử trí tránh cái nguy cơ tử vong cho người ta. Bởi vì là người đái đường có thể chưa chết vì các cái biến chứng trong đường máu, nhưng nếu đường máu mà không được xử trí đúng, không được xử trí kịp thời thì có thể để lại các hậu quả nặng nề, và nặng nề nhất là có thể tử vong. Đây là cái phần mà cô cũng rất muốn chia sẻ với các em. Đó, các bạn biết rằng đái đường là vấn đề toàn cầu thì cái này thôi các bạn biết quá rồi, nên là cô nghĩ cái phần này cô cũng không phải nói nhiều phải không nào. Vậy thì các bệnh nhân mà đến khám với các em thì đi kiểm tra về tiểu đường thì các em cũng cần phải chú ý tới các cái vấn đề. Các bạn nào mà đi ở bệnh viện đại học y mà ngồi phòng khám với cô thì bao giờ cũng yêu cầu các bệnh nhân đái đường là họ có sổ cũ theo dõi tiểu đường ở đâu không, các xét nghiệm cũ, đặc biệt là các xét nghiệm gần đây nhất, rồi các thuốc đang sử dụng. Rất nhiều bệnh nhân họ bảo ôi tôi quên, tôi không mang đi, tôi bác cứ kê lại cho tôi từ đầu, cứ dùng thuốc cho tôi từ đầu, thì cái điều đấy không nên. Khi mà cô học ở Pháp từ năm 96, 97, nghĩa là cách đây 25 năm rồi, thì bao giờ các cái bệnh nhân đái đường hoặc tất cả các bệnh nhân họ đến khám ở bệnh viện cũng như là họ đến khám ở các bác sĩ gia đình hoặc các bác sĩ chuyên khoa thì luôn luôn có một cái cầu nối, có nghĩa là có một cái thư. Nếu như mà đang từ bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ chuyên khoa mà người ta thấy là người ta không giải quyết được nữa thì người ta chuyển lên bác sĩ chuyên khoa hoặc bác sĩ tại bệnh viện, thì người ta bao giờ người ta cũng kèm cái thư là bệnh nhân này đã được đã bị bệnh từ bao giờ, đã có các biến chứng gì, các cái xét nghiệm gần đây nhất là gì, bệnh nhân đang dùng thuốc như nào và hiện nay có các biến chứng gì, cần xin ý kiến về những cái gì thì họ gửi lên. Thế còn lại thì sau khi mà bệnh nhân nằm viện xong, giải quyết xong thì có các vấn đề gì thì bác sĩ ở tại bệnh viện lại làm cái thư lại bệnh nhân này nhập viện với cái tình trạng như này, tiền sử bệnh tật là như này, dùng thuốc là như này, các xét nghiệm trong bệnh viện là như thế này, và hướng xử trí là như này, hướng về nhà tiếp theo là như này, vân vân. Thì lúc đầu khi mà cô sang đấy vào năm 1996 ấy thì cứ phải làm các cái thư như thế thì thấy rất mệt mỏi, và đặc biệt là người ta rất hay mỗi một bác sĩ sẽ có một thư ký hoặc là một thư ký cho hai bác sĩ, thì các bạn nội trú sẽ là những người mà giúp cho các cái bác sĩ điều trị các cái thư bệnh, và các bạn nội trú thì người ta cần phải và người ta sẽ làm thế nào, người ta sẽ đọc vào cái máy, ta đọc vào cái máy là đây bệnh nhân là như thế này vân vân, các xét nghiệm như thế này. Bạn nào tắt mic cho cô với. Được rồi. Thế thì người ta sẽ đọc các bạn nội trú có một cái máy như vậy, và người ta mỗi khi bệnh nhân ra viện là các bạn tóm tắt, các bạn đọc hết như thế vào máy, xong rồi nó có cái cuộn băng ghi âm ghi lại, và mỗi bệnh nhân các bạn sẽ điền tên vào cái, các bạn hãy bỏ cái cuộn băng này ra, các bạn gửi xuống cho cô thư ký, thế là cô thư ký cô ấy đóng, cô ấy đánh máy, cô ấy đánh máy, và trong đó thì cô có một cái quyển từ điển bên cạnh, vì có những cái từ cô không 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 rõ, không thuộc là nó đánh như thế nào thì cô phải dở từ điển ra cô xem. Thế đánh xong thì chuyển trở lại các bác sĩ nội trú, các bạn xem các bạn có sửa gì không, các bạn không sửa gì các bạn sẽ ký nháy vào đây, các bạn chuyển cho các bác sĩ điều trị, các bác sĩ điều trị sẽ kiểm soát lại một lần nữa,
nếu như sửa chữa gì thì các bác sĩ điều trị lại chuyển lại cho các bạn ấy để sửa chữa, còn nếu không sửa chữa gì thì các bác sĩ sẽ ký vào đấy, và đấy là một cái thư, một cái lưu ở hồ sơ bệnh án trong bệnh viện, một cái gửi cho bệnh nhân, và một nữa thì đưa bệnh nhân để bệnh nhân mang về bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ đang điều trị cho, bác sĩ chuyên khoa đang điều trị cho như vậy. Và như vậy cái việc quản lý tiểu đường ngoại trú rất nhàn và hầu như là rất ít các tai biến. Ở nước mình cô cứ mong muốn điều đấy. Thế thì các bệnh nhân mà từ khi mà cô về nước thì tất cả các bệnh nhân mà đái đường, các bệnh nhân bệnh lý mãn tính ra viện cô đều yêu cầu là phải có cái sổ y bạ và kết các cái xét nghiệm bệnh nhân đang nằm viện như thế nào, dùng thuốc như thế nào, đơn thuốc như thế, và lần sau đến khám mang cái sổ đi đấy. Thế đến bây giờ thì các bệnh nhân mà ra viện tại khoa cô thì các bác sĩ cũng vẫn làm như vậy. Các bác sĩ có thể vẫn làm một cái tóm tắt để đính kèm vào cho bệnh nhân, hoặc các bác sĩ check hết vào trong cái sổ y bạ. Chúng ta mất thời gian nhưng mà thấy chúng ta sẽ giúp cho bệnh nhân được rất là nhiều và không để lại các cái tai biến biến chứng. Thì đây là cái phần cô cũng muốn chia sẻ với các em. Chứ còn rất nhiều các bệnh nhân và rất nhiều các bác sĩ không cần biết là gì, bệnh nhân chẩn đoán như thế nào, thuốc men đang sử dụng ra sao, bệnh tật kèm theo là những cái gì, cứ thấy có ai đến có xét nghiệm là như thế là kê luôn đơn thuốc cho bệnh nhân. Đang ăn cái gì? Cô mời bạn Trang, bạn Trang tắt của cô cái mic lên. Thì đấy là cái điều nó rất không đúng. Bởi vì sao nữa? Bởi vì ví dụ như là người ta đang dùng các cái thuốc mà điều trị đường huyết rất là nhẹ, glucopa chẳng hạn, mà đường máu của người ta đợt này là 21C, hoặc là vì đêm qua người ta mất ngủ, người ta thức khuya, đường máu lúc đó sáng nay đến với các em khoảng 9-10 chẳng hạn, người ta nhậu nhẹt đêm khuya, HbA1c của người ta là 7,5%. Thế là các bạn cứ thế, là các bạn nhiều bạn là Dimethicone 30 mg 2 viên, hoặc Dimethicone thậm chí còn Dimethicone 60 mg 2 viên, hoặc là hai ba thuốc phối hợp với nhau. Đấy. Như vậy rất nguy hiểm. Bệnh nhân thì người ta cũng chẳng mang các xét nghiệm cũ đi, người ta cũng chẳng bảo tôi không nhớ thuốc tôi uống là thuốc gì. Bao giờ bây giờ các công nghệ các em trẻ các em phải sử dụng đi. Cô bao giờ cũng bảo bệnh nhân là nếu không mang đi gọi điện thoại về, không về lấy được gọi điện thoại về bảo con cháu vợ chụp các cái đơn thuốc đang uống đấy, gửi đến gửi qua điện thoại Zalo vèo cái là xong. Thế và lúc đầu thì bệnh nhân họ cũng hơi khó chịu đấy, thế thế nhưng mà về sau thì họ thấy là mình làm như thế rất tốt cho bệnh nhân, và làm như thế mình sẽ mất thời gian nhưng mà nó sẽ rất tốt cho bệnh nhân đấy. Thì cô mong rằng là em nếu như chúng ta không hiểu nhiều về tiểu đường thì đừng liều lĩnh kê đơn, em phải học rất là chắc chắn